mười cái mẹ này chứ này đó mới hiểu Hi, chào tất cả các bạn. Hôm nay Tả sẽ thử làm một video ngô xào với ớt xem mùi vị nó như thế nào nhé. Các bạn cùng theo dõi nhé. Đây ngô mình đã chuẩn bị sán rồi đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đốt lửa lên xào nhé.
gạo ạ. Đây mọi người ạ, à, mình đã xào xong ngô. Mình mọi người thấy có ngon không? Bây giờ mình sẽ thử xem có ngon không nhé. Rất ngon mọi người ạ. Vừa cay vừa thơm nữa.
đang khỏe. Sale.